Bà con và quý khán giả đang xem các chương trình của Đài Phát thanh Truyền hình Lâm Đồng. Bây giờ là khung giờ dành cho 365 ngày chuyển động. Bản tin tổng hợp nhiều thông tin nông nghiệp đáng chú ý. Mời bà con và quý khán giả điểm qua cùng chúng tôi. Hoa Sa Đéc Đồng Tháp hướng đến xuất khẩu hoa, cơ hội đến với nông dân. Linh động né vụ dưa Trung Quốc, bà con Quảng Ngãi xuống giống sớm vụ dưa hè đón giá. Nông sản Việt đẩy mạnh cơ hội tại hội chợ quốc tế tại Nhật Bản. Sự sống dậy của ngành ươm tơ dệt lụa tại Bảo Lộc Lâm Đồng. Kính thưa quý khán giả và bà con, nếu Đà Lạt Lâm Đồng là thủ phủ hoa của cả nước, thì Sa Đéc Đồng Tháp được mệnh danh là giữa hoa lớn nhất ở đồng bằng sông Cửu Long. Mỗi năm làng hoa Sa Đéc cung ứng cho thị trường hàng chục triệu giỏ hoa các loại, từ hoa, cây cảnh, kiểng bonsai cho đến các loại kiểng lá màu hoặc là hoa kiểng công trình. Sánh vai với các làng hoa, hiện tại hoa kiểng của Sa Đéc đã có mặt ở hầu hết các tỉnh thành từ Bắc vào Nam. Tuy nhiên, việc đưa hoa Sa Đéc ra thị trường thế giới còn gặp nhiều khó khăn. Để tháo gỡ khó khăn này và hướng đến xuất khẩu, Phòng Kinh tế thành phố Sa Đéc cho biết, thành phố đang phối hợp với các sở ban ngành tỉnh xúc tiến đầu tư trung tâm triển lãm và phân phối hoa kiểng làm đầu mối liên kết với thành phố Hồ Chí Minh và thành phố Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng để xuất khẩu hoa của Sa Đéc. Khi xuất khẩu được hoa thì nông dân Sa Đéc sẽ tập trung mở rộng và sản xuất hoa kiểng theo tiêu chuẩn của nước nhập khẩu. Theo Phòng Kinh tế thành phố Sa Đéc, hiện tại diện tích hoa kiểng toàn thành phố là hơn 520 ha, tăng 56 ha so với năm 2015, với trên 2.300 hộ sản xuất. Giá trị hoa kiểng năm 2018 đạt khoảng 1.560 tỷ đồng, tăng thêm 937 tỷ đồng so với năm 2015. Dịp 8 tháng 3 vừa qua, giá hoa hồng tăng gần 10.000 đồng một chục, trong khi thì nhiều loại hoa khác thì giảm. Theo tôi tìm hiểu được biết, nguyên nhân là do nguồn cung hoa hồng giảm. Cụ thể, hoa hồng đỏ 30.000 đồng một chục, tăng thêm 8.000 đồng một chục. Hoa hồng màu thì 25.000 đồng một chục, tăng 5.000 đồng một chục so với tuần trước. Riêng các loại hoa khác như là hoa đồng tiền, hoa cúc, lily thì đều giảm giá. Cụ thể, giá hoa đồng tiền 25.000 đồng một chục, hoa cúc cắt cành 30.000 đồng một chục, đều giảm 5.000 đồng một chục. Hoa cúc chùm 11.000 đồng một bó, giảm 6.000 đồng một bó. Hoa lily sorbon và concador 80.000 đến 90.000 đồng một bó, đều giảm 20.000 đồng một bó. Qua tìm hiểu và khảo sát thị trường, giúp cho các doanh nghiệp và nông dân chủ động được nguồn nông sản xuất khẩu giá cao đi Trung Quốc một cách thuận lợi. Ngành chức năng đã khuyến cáo nông dân Quảng Ngãi trồng dưa hấu né vụ với nông dân Trung Quốc. Cụ thể, bà con tập trung xuống giống sớm hơn và tính toán thời điểm thu hoạch từ tháng 2 cho đến tháng 4 dương lịch, vì bắt đầu tháng 5 là lúc nông dân của Trung Quốc thu hoạch dưa hấu đại trà. Ngoài ra, bà con còn chọn các giống dưa hấu có chất lượng phù hợp với thị trường Trung Quốc. Trước đây, bắt đầu tháng 2 âm lịch, gia đình ông Phạm Như Trường ở xã Bình Chương, huyện Bình Sơn mới bắt đầu xuống giống dưa hấu vụ hè thu. Còn năm nay, ngay từ trước Tết, tháng 12 âm lịch, ông Trường đã xuống giống trên 30 sào dưa hấu và đang tập trung chăm sóc để cuối tháng 2 âm lịch là dưa cho thu hoạch. Với việc sản xuất tránh điệp khúc được mùa mất giá cộng với thời tiết ưu đãi cho dùng, nên bà con xuống giống nhiều và dùng các loại giống phù hợp thị trường hiện nay. Cũng tại Quảng Ngãi, người dân huyện Mộ Đức đã phát huy thế mạnh đưa vào trồng thử nghiệm nhiều loại cây trồng mới với mong muốn tìm được loại cây trồng thích hợp với thổ nhưỡng địa phương. Trong đó, cây măng tây sau 6 tháng trồng thử nghiệm đã mọc lên xanh tốt trên vùng đất cát ven biển. Không chỉ mở ra triển vọng phát triển nông nghiệp theo hướng sạch, bền vững ở địa phương này, mà còn góp phần đánh thức tiềm năng về đất đai ở các xã ven biển, đem lại thu nhập ổn định cho người dân. Việc thí điểm đó mở ra hướng đi mới cho bà con nào ở vùng đất cát. Một cơ hội rất tốt cho nông sản Việt thâm nhập vào thị trường quốc tế. Hội chợ quốc tế Foodex 2019 về thực phẩm đồ uống lớn nhất Nhật Bản diễn ra từ ngày 5 cho đến ngày 8 tháng 3 vừa qua, với sự tham gia của hàng ngàn doanh nghiệp đến từ 83 quốc gia. 20 doanh nghiệp của Việt Nam có thế mạnh xuất khẩu nông thủy sản, thực phẩm trên cả nước đã đem đến nhiều sản phẩm đến tham dự hội chợ. Hội chợ Foodex là sự kiện lớn và quan trọng hàng đầu của ngành sản xuất kinh doanh thực phẩm và đồ uống tại Nhật Bản, nhằm tăng cường giao thương giữa thị trường Nhật Bản với quốc tế. Hội chợ được coi là cơ hội lớn cho xuất khẩu nông sản của Việt Nam.
Phải kể đến các mặt hàng như trái cây, rau củ, thủy sản chế biến, hồ tiêu organic, nấm các loại, lương thực chế biến từ gạo, nước mắm đặc sản Phú Quốc, các loại bánh và đồ uống từ trái cây. Với chủ đề nông thủy sản Việt Nam đặc sắc, sạch và an toàn, khu gian hàng Việt Nam rộng 153m² là một trong những khu gian hàng có quy mô lớn, nổi bật, thu hút nhiều khách hàng đến tìm hiểu. Theo số liệu của Bộ Công Thương, tổng kim ngạch xuất khẩu hàng rau quả năm 2018 của Việt Nam sang Nhật Bản đạt trên 105 triệu đô la Mỹ, chủ yếu là các nông sản đông lạnh. Hội chợ năm nay có 3.466 doanh nghiệp đến từ 83 quốc gia và vùng lãnh thổ và có khoảng 72.500 lượt khách đến tham quan giao dịch ký hợp đồng. Năm 2019 là năm ngành nông nghiệp Lâm Đồng tập trung thực hiện mục tiêu xây dựng nền nông nghiệp thông minh, hội nhập quốc tế, thích ứng với biến đổi khí hậu, nâng cao giá trị gia tăng và phát triển bền vững gắn với xây dựng nông thôn mới. Để thực hiện có hiệu quả mục tiêu quan trọng nói trên, ngành nông nghiệp Lâm Đồng đang triển khai nhiều phần việc quan trọng như cơ cấu lại ngành, đổi mới mô hình tăng trưởng theo hướng toàn diện, bền vững và hiện đại, nâng cao năng suất hiệu quả và sức cạnh tranh, xây dựng nông thôn mới, nâng cao thu nhập, cải thiện điều kiện sống của cư dân nông thôn, phát triển hạ tầng, nâng cao năng lực phòng chống và giảm nhẹ thiên tai, bảo vệ và sử dụng hiệu quả bền vững các nguồn tài nguyên thiên nhiên và môi trường. Năm 2019, tỉnh Lâm Đồng chuyển đổi cơ cấu cây trồng trên 2.500 hectare diện tích đất kém hiệu quả. Riêng tại 3 huyện phía Nam, Đạ Oai, Đạ Tẻ, Cát Tiên, khu vực chuyên canh lúa, điều và cây ăn quả, ngành nông nghiệp địa phương tiếp tục nâng cao hiệu quả hoạt động của hợp tác xã, tổ hợp tác trong liên kết sản xuất và tiêu thụ, đa dạng hóa sinh kế và dự án nhân rộng mô hình giảm nghèo, triển khai đào tạo nghề nông nghiệp nhằm giúp cho bà con nâng cao trình độ sản xuất, đáp ứng ngày càng cao nhu cầu cạnh tranh ứng dụng công nghệ cao hiện nay. Bắt nhịp với xu hướng sản xuất sạch, hướng đến công nghệ cao, sản xuất thông minh, nông dân Hậu Giang đã có những mô hình thực tế chứng minh sự nhạy bén này. Mô hình trồng nấm rơm Việt Gáp ở xã Long Phú, huyện Long Mỹ đã chứng minh là nông dân rất táo bạo khi áp dụng khoa học kỹ thuật mới vào sản xuất. Trồng nấm rơm Việt Gáp tưởng dễ mà không dễ tí nào, bởi vì chi phí đầu tư thì cao, trồng nấm bằng hệ thống cảm biến. Ngay bây giờ, mời quý khán giả và bà con hãy cùng gặp gỡ người sản xuất và tham quan mô hình này. Thưa quý khán giả, trồng nấm trong nhà thì nhiệt độ là một trong những yếu tố rất là quan trọng. Nếu quá nóng hoặc quá lạnh thì nấm sẽ bị dợp và ảnh hưởng tới năng suất. Tuy nhiên thì nhiều bà con ở thị xã Long Mỹ đã khắc phục được cái tình trạng này và mang lại cái hiệu quả kinh tế rất là cao. Theo người nông dân này, lúc trước trồng nấm trong nhà không xử lý được nhiệt độ nóng nên nấm dễ bị hư. Chuyển sang trồng nấm rơm trong nhà hơn 3 năm. Cái khó nhất của anh Nguyễn Văn Lâm là kiểm soát nhiệt độ trong nhà nấm. Dù đã nhiều lần thử qua các thiết bị khác, nhưng hiệu quả vẫn chưa cao. Khó khăn nhưng làm động lực để cho anh nghiên cứu và tìm ra giải pháp, đó chính là hệ thống cảm ứng nhiệt độ này. Nếu những mô hình cảm ứng nhiệt mà bà con đang sử dụng chỉ dùng để đo nhiệt độ, thì chiếc máy cảm ứng này còn được kết nối với hệ thống phun sương và bóng đèn chiếu sáng. Khi nhiệt độ trong nhà nấm vượt ngưỡng đã được cài đặt, thì hệ thống này sẽ thông báo và tự điều chỉnh lại cho phù hợp. Là mình cài nhiệt độ là khoảng 31 độ, nếu mà nhiệt độ ở trong nhà nấm nó lên hút 31 là cái hệ thống phun sương nó sẽ phun nó làm giảm nhiệt độ lại. Nếu mà nhiệt độ mà dưới 31 độ thì cái hệ thống phun sương nó sẽ tự động tắt. Mình lấy trung bình là khoảng từ 26 tới 36. Nếu mà nhiệt độ mà nó xuống dưới 26 thì có thể mình bật đèn lên lận cho nó hoạt động, lận cho nó tạo tơ nấm. Dưới sự kiểm soát của hệ thống, nấm được tạo điều kiện thuận lợi nhất về nhiệt độ và độ ẩm để phát triển. Theo ông Lâm, điểm đặc biệt của nấm là tùy vào giai đoạn phát triển mà nấm cần những mức nhiệt khác nhau. Căn cứ vào đó, người dùng tự cài đặt các mức nhiệt khống chế về độ nóng và độ ẩm để chủ động theo dõi. Chính vì vậy, nấm trồng trong nhà có phần phát triển vượt trội. Trung bình mỗi năm bà con có thể trồng được từ 7 cho đến 8 vụ thay vì 2 đến 3 vụ như trước, mà năng suất đạt trên 2 kg mỗi chai mèo. Thì mình làm theo cái mô hình là nấm sạch, nó không có xài thuốc trừ sâu, với không có xài quá chất nhiều. Nấm nó trắng mà nó đẹp hơn, kích cỡ đồng đều hơn. Từ 140 cuộn rơm, mỗi vụ anh Lâm thu hoạch được khoảng 450 kg nấm. Số lượng ổn định,
và chất lượng nấm cũng tăng lên. Đây là cơ sở thuận lợi để cho anh tiến hành sản xuất nấm theo tiêu chuẩn sạch, việt gáp, hướng đến các thị trường lớn hơn. Theo tính toán, chi phí đầu tư mô hình vào khoảng 5 triệu đồng cho mỗi nhà nấm, chứa khoảng 140 cuộn rơm, nhưng thời gian sử dụng kéo dài. Bà con có lợi hơn 20 triệu đồng một năm so với trồng nấm thông thường. Con tầm dương khắp đó đây, cổng từng giọt nắng đổ đầy đông tơ. Kính thưa bà con và quý khán giả, nghề trồng dâu nuôi tầm ở Việt Nam nói chung và tỉnh Lâm Đồng nói riêng, dù trải qua bao nhiêu thăng trầm lịch sử, chưa bao giờ mất đi giá trị vốn có. Nghề này bà con còn ví như là nghề ăn cơm đứng, một nghề mà người nông dân rất cơ cực mới làm ra được những sợi tơ dệt lụa. So với cả nước, Bảo Lộc là địa phương có nghề trồng dâu nuôi tầm và ươm tơ dệt lụa phát triển rất sớm. Thời hoàng kim đã có thời điểm nghề trồng dâu nuôi tầm phục vụ công nghiệp ươm tơ dệt lụa của thành phố Bảo Lộc có diện tích lên tới hơn 3.000 hecta, trở thành nghề chủ lực trong phát triển kinh tế của địa phương. Thế nhưng sau thập niên 90 của thế kỷ trước, nghề này lâm vào cảnh tuột dốc không phanh. Giờ đây nghề ươm tơ dệt lụa ở thủ phủ này đang trỗi dậy mạnh mẽ. Ngoài thủ phủ dâu tầm ở thành phố Bảo Lộc, các huyện Lâm Hà, Đức Trọng, Đạ Oai, Đạ Tẻ, Cát Tiên cũng đầu tư tăng diện tích trồng dâu nuôi tầm. Nhờ đó, nguồn nguyên liệu đã dần đi vào ổn định, đáp ứng nhu cầu cho các nhà máy ươm tơ, dệt lụa trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng. Người nông dân ngày càng ý thức rõ được vai trò của mình trong chuỗi cung ứng sản xuất tơ lụa và hơn hết chính là giữ gìn nghề truyền thống mà cha ông để lại. Nghề nhà là nuôi theo cái xu hướng bây giờ là họ tận dụng cái không gian nhà. Hai nữa là khi nuôi những nền nhà thì cái nó thoáng hơn so với nuôi trên nông. Hai nữa rút ngắn được cái thời gian khi cho tầm ăn. So với những các cây trồng hiện tại địa phương thì cái diện tích trên dâu tầm suy ra số kén thì nó vẫn cao hơn so với tất cả các loại cây chè với cây cà phê. Như ngày xưa thì bắt đầu tơ tầm người ta đưa xuống cho bà con kỹ thuật nuôi thì nói chung là từng nhà băng nấy. Sau một vài năm tức là cái nuôi môi trường nó ô nhiễm của từng nhà đấy, cho nên bắt đầu nảy sinh ra cái mô hình nuôi con tầm giống này. Thì sau khi cái mô hình tầm giống này thì tôi nuôi thì ban đầu nuôi là đến năm nay là năm thứ 12 rồi. Thì nó rất là hiệu quả cho bà con, cho nên người ta mới đến người ta lấy tầm giống tập trung. Sự sống dậy của ngành ươm tơ dệt lụa tại Bảo Lộc đã thúc đẩy người dân không ngừng mở rộng diện tích trồng dâu nuôi tầm hơn 300 hecta. Sản lượng lá dâu trung bình đạt khoảng 5.000 tấn một năm. Cùng với việc tái sinh nghề tầm tan, nhiều nhà máy chế biến tơ tầm quy mô lớn đã được xây dựng hoặc là hoạt động trở lại, tạo công ăn việc làm cho hàng ngàn lao động trong lĩnh vực nông nghiệp, công nghiệp và dịch vụ. Nghề trồng dâu nuôi tầm tuy là có cơ cực đó, nhưng đây là nghề thương hiệu và nổi tiếng, cho nên trong lúc giá kén tầm tăng cao và ổn định, nông dân một số nơi đã phát triển nghề này hợp lý, đón đầu giá thị trường. Cảm ơn bà con đã đón xem 365 ngày chuyển động. Chúng tôi xin được kết thúc bản tin ngày hôm nay tại đây. Hẹn gặp lại trong bản tin ngày mai.